Chị ơi, chị thấy chứ em không thấy. Rẻ hơn chị bác xác sang đấy mà mua. Sáng ngày ra, bố tổ con dở. Dạ em sẽ trả lời khách như vậy ạ. Diễn tả cảnh Gen Z đi xin việc, Tôn Phạm khiến anh em phải cười bò vì giống quá trời giống luôn. Là một trong những tiktoker nổi đinh nổi đám, Tôn Phạm đã khiến cư dân mạng phải cười nát thở vì những màn hóa thân các nhân vật trên các video tiktok của mình. Trước đó là cô giáo, mẹ miền Bắc miền Nam, còn lần này là Gen Z. Cụ thể, clip diễn tả cảnh khi Gen Z đi xin việc làm và cách Gen Z đáp nếu như có khách hàng chê mình bán đắt. Nhưng cách ứng xử tế nhị của Tôn Phạm khiến anh em ai cũng phải phi cười. Bạn sẽ làm gì nếu như khách hàng nói: "Ơ, chị thấy bên kia giá rẻ hơn mà em. Chị ơi, chị thấy chứ em không thấy. Rẻ hơn chị bác xác sang đấy mà mua. Sáng ngày ra, bố tổ con dở." Dạ em sẽ trả lời khách như vậy ạ. Vâng, nếu như có một chiếc vương miện cho diễn viên tả thịt của Việt Nam, chắc em phải chụp luôn cho anh quá. Tả gì mà giống quá trời à. Còn Gen Z nghe xong, ai nấy cũng phải nhột nhẹ. Chả có nhẽ đây là lý do mình khó xin việc sau khi ra trường. Tại các anh bảo thật thà là điểm cộng mà. Tôi cũng thế, khách bảo phí này của các bên có tiếng thì tôi bảo các chị sang bên có tiếng mà thuê. Choán không cần chỉnh anh ạ. Tự dưng thấy hình bóng mình trong đời. Vẫn là những màn thể hiện duyên dáng, cách diễn truyền tải đầy đủ nội dung không sai tí nào. Sắp tới các fan không chỉ mong anh ra nhiều video như vậy, có khi còn rủ anh mở ngay khóa học dạy diễn xuất tả thực luôn quá. Các bạn nghĩ sao về màn hóa thân mới này của anh? Comment ngay cho TV Chan biết với nhá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Chan. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.